Hai vai xinh xinh, cá heo bơi trong hồ, nước bơi lên ngụm xuống, cá heo chết queo luôn trời. Ok, ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình nha. Yeah, ok. Thì hôm nay mình xin chúc anh em một năm mới gọi là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha. Bạn nào là con trai thì càng ngày càng đẹp trai nè. Còn bạn nào là con gái thì càng ngày càng đẹp gái nè nha. Ok, thì cũng gần sắp Tết rồi bạn ơi. Còn có vài ngày nữa thôi là Tết rồi. Cho nên là mình nghĩ rằng là chúng ta không nên mặc bộ đồ này nữa. Chúng ta nên đổi một bộ đồ mới. Ok, đổi bộ đồ mới hay nào? Let's go. À, đây, mình đã thay xong bộ đồ đây anh em ơi. Mấy bạn thấy đẹp không? Thì Tết mà chúng ta phải mặc áo dài nó mới đẹp đúng không anh em? Ok, à quên nữa, mình quên nói với anh em biết rằng hôm nay chúng ta sẽ làm về video gì. Để mình sẽ nói với mấy bạn nha. Khoan, nhưng mà trước khi nói với mấy bạn mình phải núp núp vô trong chỗ nào đó mới được. Không thôi có ai nghe đó. Ok rồi, mình sẽ nói cho mấy bạn nghe nè. À, thì những bạn nhỏ thì ai cũng đã biết rồi đó, thì Tết thì chúng ta sẽ được gọi là lì xì đúng không các bạn? Thì Tết nào mình cũng được gọi là họ hàng lì xì cho đến tận vài trăm ngàn luôn. Thậm chí có vài bạn còn được lì xì đến tận vài triệu luôn đó. Mà bình thường á, đến Tết ha, sau khi được lì xì á thì ba mẹ mình lại hay nói với mình là: con ơi, đưa tiền lì xì đây ba mẹ giữ giùm cho, rồi Tết ba mẹ trả lại cho. Trời ơi là trời, mà chẳng bao giờ ba mẹ chịu trả lại cho mình cả. Cho nên là mình không tin đâu, mình không tin đâu các bạn ơi. Và bây giờ làm cách nào để có thể gọi là giấu tiền lì xì đây ta? Và mình đã nghĩ ra một ý kiến rất là hay. Đó chính là mình sẽ xây một cái căn hầm bí mật để mình giấu tiền lì xì nha anh em. Thì hiện tại là mình đã sống xa ba mẹ rồi, nhưng mà vẫn còn anh Mr. Dịch. Thế nào anh Mr. Dịch cũng kêu rằng là: Phong ơi, đưa tiền lì xì đây anh Dịch giữ giùm cho. Bởi vì anh Dịch là người lớn cho nên anh Dịch thế nào cũng sẽ gọi là kêu mình đưa tiền lì xì. Cho nên là không được đâu, không được đâu. Mình sẽ xây một cái căn hầm bí mật để mình giấu tiền lì xì anh em ơi. Anh em thấy hợp lý không? Đó, bạn nào thấy hợp lý hãy đừng quên like ủng hộ cho mình nha. Rồi, anh em cũng đừng quên là bình luận để cho mình biết được rằng là số tiền lì xì anh em kiếm được trong cái ngày Tết là bao nhiêu tiền nha. Mình thì mình bình thường mình sẽ được lì xì khoảng gọi là 300.000 đó. Còn mấy bạn thường được lì xì được bao nhiêu các bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video gọi là xây dựng căn hầm bí mật gọi là để giấu tiền lì xì. Ok anh em ơi, let's go. Thì đây mấy bạn ơi, mấy bạn thấy là hiện tại là mình đang ở trong gọi là cái công viên, à không phải nhầm, cái này là cái sở thú mới đúng, cái sở thú của làng Hero Team nè. Đó, thì hôm qua Sammy cũng mới vừa vào xây ở trong cái sở thú này một cái gọi là một cái hồ gọi là nuôi cá mập mấy bạn ơi. Nè, trong đây có hai con cá mập nè. Đó, bây giờ mà mình nhảy xuống dưới ha là mình sẽ bị cá mập ăn thịt liền luôn á. Đó, mình giỡn thôi, thì thật ra hai con cá mập này hiền lắm, nó không có cắn chúng ta đâu. Đó, rồi để mình xem coi. Bây giờ nè, để có thể mà gọi là xây căn hầm bí mật á, thì có rất là nhiều bạn bảo mình là: anh ơi, anh hãy thử xây căn hầm bí mật ở trong toilet đi. Mà xây trong toilet rồi lỡ mình cất tiền lì xì xong rồi thúi quắc luôn, sao mà lấy ra tiêu được đúng không? Cho nên là mình sẽ nghĩ rằng là không nên xây trong toilet đâu, mà chúng ta phải xây ở một cái nơi nào đó gọi là bí mật hơn. Và mình nghĩ rằng là cái gọi là cái sở thú này là quá hợp lý luôn các bạn ơi. Mình sẽ xây ở trong sở thú, bảo đảm là không ai phát hiện ra hết. Quá hợp lý luôn đúng không nào? Rồi, thì mình sẽ xây ở trong cái gọi là cái chuồng nuôi cá heo của mình nha. Thì đây, mình sẽ xây ở đằng sau cái cây dừa này. Rồi, mình sẽ đập cái chỗ này ra nha các bạn. Mình nghĩ rằng là mình sẽ xây ở đằng sau cây dừa để không ai phát hiện ra. Đó, đập ra. Rồi, mình đã đập được một cái hố rất là sâu xuống cái tận đáy rồi các bạn ơi. Còn bây giờ chúng ta phải đập thêm một cái gọi là một cái hầm thật là to to ở đây nữa để chúng ta cất tiền lì xì các bạn ạ. Đó, mình sẽ đập cái hầm ra nha. Ui mấy bạn ơi, có mấy cục cát nó bị rơi xuống dưới nè. Trời ơi là trời, chết rồi, nó lủng mấy cái lỗ trên đây rồi, mình phải lên mình lắp lại thôi. À, có mấy cục cát nó mới vừa bị rơi xuống dưới, mình sẽ phải lắp nó lại, không thôi là có người phát hiện ra mất. Rồi, để mình lấy cục cát nè. Rồi mình lắp cái chỗ này lại mới được, không thôi là bị phát hiện á các bạn ơi. À, bị phát hiện là mất tiền lì xì luôn đó, không còn tiền lì xì đâu mà mua bánh kẹo. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho mình gọi là cây đuốc nha các bạn. Đuốc cho mình thắp sáng chỗ này lên, chỗ này tối quá. Thắp lên. Rồi. Thắp sáng lên nè. Ok. Mình nghĩ rằng là mình sẽ đập cho cái hầm nó to to ra xíu nữa. Cái hầm như thế này thì quá nhỏ. Rồi ok bạn ơi, mình đã đập xong một cái hầm gọi là cũng khá to rồi đây. Mình nghĩ rằng nhiêu đây là đủ cho chúng ta gọi là cất giữ tiền lì xì này nè. Đó,
Thì đầu tiên thì mình sẽ trang trí nó một chút nha các bạn, để cho nó thật là đẹp nha. Thì mình sẽ lấy cho mình một ít gọi là hoa nè. Đó, mình sẽ trang trí. Dù nó chỉ là một cái căn hầm bí mật thôi, nhưng mà nó cũng phải thật là đẹp thì chúng ta mới có thể gọi là có hứng thú xuống dưới đây, đúng không các bạn? Đó, chứ nó xấu quắc rồi ai thèm xuống làm gì, đúng không? Rồi ta cái bình hoa đâu ta, để mình lấy cái bình hoa coi. Đây bình hoa đây, mình sẽ lấy cái bình hoa nè, mình để vào đây, mình trang trí hoa vào cho nó đẹp hơn các bạn ơi. Hầm bí mật cũng phải đẹp chứ, đúng không? Rồi trang trí vào đó, ok, có mấy cái bình hoa nè. Tiếp theo đó nữa là mình sẽ để cho mình một đống rương để mình đựng tiền lì xì, quá hợp lý luôn. Rồi mình sẽ để mấy cái rương vào đây như thế này, mình sẽ xếp nó theo kiểu hình bàn cờ các bạn ơi. Đó, xếp vào như thế này nè. Rồi ok, bên đây cũng có một cái luôn, bên đây được rồi, hình như là như đây là đủ rồi nè. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ lấy thêm gỗ ra. Gỗ đâu ta? Đây gỗ đây. Rồi mình lấy gỗ ra, mình đặt vào chỗ này để mình để mấy cái rương lên. Đó, ok, mấy bạn thấy như thế này là hợp lý chưa? Mình thấy là nó khá là hợp lý rồi đó. Đặt thêm cái rương vào đây nữa. Rồi đây, đây là một đống rương để chúng ta gọi là cất tiền lì xì các bạn ơi. Bỏ tiền lì xì vào trong đây nha. Đó. Rồi mình sẽ thắp thêm đuốc vào đây luôn cho nó sáng lên. Thắp vào. Ok. Rồi bây giờ là mình sẽ gọi là trang trí thêm một số những cái gọi là tia laser, để không cho bất cứ một kẻ xấu nào có thể đột nhập xuống đây mà lấy tiền lì xì của mình, mấy bạn hiểu không? Mình sẽ sử dụng một cái gọi là mạch điện nè, mình làm vài cái tia laser luôn. Đó, khi nào mình cần thì mình mới là người xuống dưới mình đập mấy cái tia laser ra mình lấy được. Chứ có ai xuống đây cái là bị tia laser là cắt đôi người ra luôn á. Rồi, để mình kiếm cái đây cái cục điện nè, cục đá điện nè, mình sẽ đặt vào đây. Đập này ra. Đó, đặt lóc đá điện vào, sau đó đặt tia laser vào. Đó, nó chiếu qua đây nè các bạn ơi. Ai mà đi ngang qua mấy cái đèn laser này là sẽ bị mấy cái đèn laser này chiếu cho một cái gọi là đứt đôi người ra luôn. Đó, cực kỳ kinh khủng mấy bạn hiểu không? Rồi, bây giờ là mình sẽ làm thêm một cái hồ. Mình nghĩ rằng là sẽ làm thêm một cái hồ cá ăn thịt dưới đây. Đó, một cái hồ cá ăn thịt. Bất cứ mà ai xuống dưới cái hồ này mà muốn lấy tiền lì xì của mình là phải vượt qua gọi là đóng cá ăn thịt, rồi sau đó vượt qua laser nữa. Nói chung là nhiều thứ lắm, không phải là một thứ không đâu. Mình sẽ xây cho nó thật là bảo mật luôn. Không phải là ai muốn xuống đây lấy tiền lì xì thì cũng được đâu nha. Trời là trời, tiền lì xì của Phong mà. Đâu phải ai muốn lấy là lấy. Ngoại trừ ba mẹ Phong ra là không ai được lấy cả, hiểu không? Đó. Rồi để mình lấy cái hồ nước. Đây, nước đây. Rồi lấy thêm cái khói sao chép nè. Sau đó mình đặt cái khói sao chép xuống đây. Mình đặt nước lên. Rồi ok, sau đó mình đặt cái khói sao chép bên đây. Rồi, mình đã có được một cái hồ. Bây giờ mình sẽ lấy cho mình cá đi. Mình lấy cá ăn thịt người ra. Trời ơi, cá này là cá ăn thịt người nha, phải cá bình thường nữa nha các bạn. Ồ, đây, cá ăn thịt người đây. Bỏ xuống. Đó, bạn thấy mấy con cá nhìn ghê không? Nè, cho các bạn coi nè. Con cá này có nguyên cái hàm răng gọi là sắc nhọn luôn nè. Mắt nó to đùng luôn. Cái con này là kinh khủng lắm á, nó ăn thịt người được nha. Mình sẽ bỏ xuống đây. Bỏ nhiều vô. Bỏ nhiều ơi là nhiều luôn. Ai xuống ở đây là bị cá ăn thịt ráng chịu. Đó. Quá trời, trời ơi. Chà chà chà, coi bộ là ai mà muốn lấy đống tiền lì xì của mình gọi là hơi bị cực đó nha. Không phải gọi là muốn lấy tiền lì xì của Phong là dễ đâu. Trời ơi là trời, xuống đây bị cá ăn thịt mấy hồi luôn nha. Bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ xây cho mình một cái cầu thang từ trên đó xuống đây các bạn ơi, để mình còn leo lên leo xuống. Thì mình sẽ làm cho mình một cái cầu thang. Để mình kiếm coi cầu thang đâu ta. Cầu thang đâu nhỉ? À đây, cầu thang đây, mình thấy rồi nè. Rồi mình sẽ đặt cầu thang vào đây. Đó. Để làm một cái đường chúng ta leo lên leo xuống các bạn ơi. Ok, leo lên đây. Rồi, bây giờ nè, chẳng lẽ mình lại để cái hầm như thế này đúng không? Thì người ta đi ngang qua người ta thấy thì sao, đúng không các bạn? Cho nên là mình sẽ phải che cái hầm này lại. Mà che bằng cách nào? Mình sẽ tìm ở trong cái phần gọi là công cụ nè. Mình sẽ kéo xuống dưới. Để xem coi. Không phải phần này. Trong cái phần tạp vật nè. Đây, mình sẽ lấy cho mình một cái thảm màu vàng. Đó, sau đó qua phần công cụ, mình sẽ lấy cho mình gọi là cái tấm kích hoạt này. Mình đặt vào đây. Đó, che lại các bạn ơi. Đặt vào đây che lại. Rồi, sau đó mình sẽ sử dụng gọi là cái tấm thảm màu vàng nè. Tấm thảm màu vàng để làm gì? Để mình đặt lên trên đây. Đó, là cái màu cát cũng là màu vàng, mà cái màu của tấm thảm cũng là màu vàng. Mình sẽ che lại luôn. Đó, không ai biết đâu. Che lại. Rồi, che lại luôn. Mấy bạn thấy hợp lý chưa? Bây giờ là đứng từ xa là rất là khó nhìn ra luôn á. Hoặc là người ta đi ngang qua, người ta không thể nào có thể mà để ý tới luôn nha. Người ta cứ tưởng cái này chỉ là một cái tấm thảm gọi là để nằm lên thôi. Nhưng ai đâu ngờ dưới tấm thảm này là nguyên một kho tài gọi là kho báu của Phong Cận. Trong đây là chứa rất là nhiều tiền lì xì.
Ok, rồi bây giờ để đến Tết đi, mình mà nhận được bao nhiêu tiền lì xì á thì mình sẽ bỏ vào trong hết căn hầm bí mật này, là không ai có thể lấy được tiền lì xì của mình cả. Quá hợp lý á bạn ơi. Rồi, trời là trời, còn lâu mới lấy được tiền lì xì của Phong Cận ha. Phong Cận rất là thông minh đó nha, không phải ai cũng lấy được đâu. Rồi, leo lên coi. Đó. Rồi, vậy là bây giờ mình đã có được một căn hầm bí mật để mình giấu tiền lì xì ở trong cái công viên. À không, nhầm, nói sao mà nói nhầm quá ta. Ở trong cái sở thú mới đúng. Trong cái sở thú của Hero Team. Đó, đây, bỏ một cái căn hầm bí mật đằng sau. Và cái căn hầm bí mật của mình, mấy bạn thấy rằng là nó liệu rằng nó có giấu được tiền lì xì hay không thì mấy bạn đừng quên là bình luận lại cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc clip tại đây đây. Và cảm ơn anh em xem clip này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích clip này thì đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe nha anh em. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc clip tại đây đây. Ok, bye bye, yêu anh em, vãi nồi, tạm biệt. Bye bye.